Chào mừng quý anh chị quay trở lại với kênh của Liga Auto. Hôm nay Quân review một chiếc xe đến từ phân khúc hạng A, đó là chiếc VinFast Fadil phiên bản cao cấp Premium sản xuất 2022, có màu trắng biển tỉnh, đi siêu lướt luôn anh chị, mới có 12.000 cây à. Thì anh chị nào mà yêu thích dòng sedan, dòng hatchback mà phân khúc hạng A mà mạnh mẽ, động cơ mạnh mẽ 1.4 thì đây là một trong những chiếc xe mà mạnh mẽ nhất trong những chiếc xe cùng phân khúc như Hyundai i10 này, Kia Morning này, Honda Brio này, Toyota Wigo. Thì đây là chiếc xe động cơ 1.4 mạnh mẽ nhất nha anh chị. Sản sinh ra công suất là 98 mã lực anh chị. Có 3 cảm biến sau cộng với camera lùi thì rất là an toàn rồi. Xe này thì đặc biệt anh chị nào mà quan tâm về an toàn, có đưa đón con đi học mà rất quan tâm tới an toàn thì đây là cái sự lựa chọn khá là tuyệt vời anh chị. Tại sao vậy? Tại vì xe được trang bị tới 6 túi khí an toàn luôn anh chị. Cực kỳ an toàn luôn anh chị. Xe đã được bọc sẵn ghế da cao cấp theo xe này anh chị. Có lên sàn Simili rồi. Đây là điều hòa tự động anh chị nhá. Điều hòa tự động luôn. Và có camera lùi, xe chuẩn auto hết luôn, 12.000 km nha. Vô lăng thì dạng được bọc da rồi. Rất là cao cấp cho chiếc xe này. Rất sạch sẽ luôn, lên sẵn phim cách nhiệt rồi. Lên sẵn vẻ che mưa, đầy đủ hết rồi. Xi nhan thì tích hợp xi nhan báo rẽ anh chị nha. Xe rất là đẹp luôn. Cụm đèn trước là full LED luôn anh chị ha. Cụm đèn trước LED này anh chị sử dụng đèn LED nha. Mâm thì dạng mâm phay rất là đẹp anh chị, mâm phay đa chấu nha. Chiếc xe này thì mâm là 15 inch anh chị, mâm 15 inch nha. Xe mâm rất là dày này anh chị. Mâm khá là dày ha, mâm rất là dày, 12.000 cây thì anh chị nhìn gần này. Mâm rất là dày luôn, được tích hợp thêm cái xi nhan bên hông cộng với xi nhan trên kính luôn. Rất là an toàn cho chiếc xe này. Xe thì mới đi có 12.000 cây anh chị, full lịch sử hãng nha. Rất là đẹp luôn anh chị. Đây là thông số của chiếc xe này anh chị. 2022, động cơ 1.4 chở 5 người anh chị. Đó, 12.000 cây anh chị. Cực kỳ đẹp luôn ha anh chị. Vô lăng thì được bọc da rồi, bọc da rất là đẹp này anh chị. Anh chị nhìn này, da còn mới tinh luôn anh chị ha. Vô lăng 3 chấu, có tích hợp thêm đàm thoại đàn tay này, điều chỉnh ở đây luôn ha. Điều hòa tự động, hộp số tự động. Anh chị nào mà mới chạy xe thì muốn mua một chiếc xe nhỏ gọn mà đến từ thương hiệu Việt Nam thì đây với tài chính khoảng 369 triệu đồng thôi đã sở hữu ngay em xe này rồi anh chị. Cực kỳ đẹp luôn anh chị. 2022 thì đời khá là cao anh chị ha. Với tầm tiền này thì nếu mà mua cái dòng khác á, dòng i10 hay là với dòng Wigo hay là những cái dòng Honda Brio thì sẽ cao tiền hơn anh chị ha. Tuy nhiên chiếc xe này Quân đang để là 369 thôi. Xe thì còn rất là đẹp luôn anh chị. Sơn zin thì còn tới 99% anh chị ha. Chúng ta nhìn này anh chị, những cái mối nối này. Những cái mối nối này thì còn liên lạc, không có va chạm, không có tai nạn, không hạ động cơ nha. Bên Quân cam kết ha. Đặc biệt chiếc xe này còn là lịch sử bảo dưỡng hãng tới 10 năm anh chị. 2022 thì bây giờ là 2023, bảo hành tới còn 9 năm nữa anh chị ha. VinFast thì có cái gì đó, những cái chính sách rất là tuyệt vời anh chị. Thời điểm những cái dòng xe này ra thì hot nhất thị trường luôn. Tuy nhiên bây giờ VinFast đang đẩy mạnh về những cái dòng xe điện nên là ngưng sản xuất những chiếc xe này. Tuy nhiên đã tăng lên cái thời gian bảo hành lên 10 năm anh chị. Thì anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Rồi, Quân cảm ơn tất cả anh chị đã coi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị.